Vừa qua, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô Kiev của Ukraine, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Theo Reuters, các quan chức Kiev đã xác nhận thông tin này. Ông Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương, cho hay hơn một chục máy bay không người lái tấn công đã được phát hiện trên vùng trời thành phố. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó đã bị bắn hạ. Ông Popko cho biết thêm khoảng 20 chiếc ô tô và một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hại trong cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ. Cùng ngày, không quân Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã phá hủy 66 UAV tấn công và 4 tên lửa hành trình do Nga phóng đi trong cuộc không kích trong đêm. Theo đó, giới chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 78 UAV do Iran sản xuất và 6 tên lửa qua nhiều khu vực khác nhau trên cả nước. Đáng chú ý, gần như cùng thời điểm cuộc tấn công Kiev, Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào sân bay staro của Ukraine cuộc tấn công đầu tiên được không quân Nga thực hiện bằng hai tên lửa siêu thanh Kinza và cuộc tấn công thứ hai diễn ra ngay sau đó vài phút. Đánh giá dựa trên các báo cáo về vụ nổ tại sân bay, tất cả các tên lửa của Nga đều đánh trúng mục tiêu. Được biết, sân bay quân sự ở Staro Konstantinov, vùng Khmenitsky, đóng vai trò quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh máy bay Su-24 mang tên lửa hành trình Storm Shadow và Skab-EG, theo một số nguồn tin quân sự, Sân bay này cũng là nơi chứa các máy bay chiến đấu F-16 được phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Quân đội Nga trước đó đã nhiều lần tấn công căn cứ này nhằm vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng dùng để huấn luyện và vận hành máy bay chiến đấu của Ukraine. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở khu vực Khmernitsky, nhưng chưa xác định có phải do vũ khí tầm xa của Moscow hay không. Trước thời điểm diễn ra cuộc không kích lớn vào Ukraine ít lâu cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga thông báo một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã thả một quả đạn xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nơi mà quân đội Moscow đang kiểm soát và cho biết không có thiệt hại nào. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện cũng nằm gần khu vực tiền tuyến giữa hai bên giao tranh. Hiện tại, Nga vẫn đang siết chặt vòng vây tại miền đông Ukraine, đặc biệt là Kharkov và Donbass, cũng như kiểm soát được nhiều vị trí chiến lược trong khu vực này. Cập nhật tình hình xung đột trên các tiền tuyến miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã chịu hàng nghìn thương vong trên các mặt trận tỉnh Kharkov và Donetsk. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, nhóm tác chiến phía Nam đã giành được khu định cư Australia và Grigorovka và tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở Mykolaivka, Konstantinovka và Kurakhov khiến binh sĩ Ukraine thương vong. 7 xe, một số hệ thống pháo bao gồm FH-70, D-20, pháo D-30. Nhóm tác chiến trung tâm đã tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine gần Klebanbik, Goniak, Jorianoi và Chebinovka, tỉnh Donetsk, khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong cùng nhiều trang thiết bị quân sự bị hư hại. Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine ở thành phố Lipsy, Vopchansk và làng Vopchansky Khutori thuộc tỉnh Kharkov và tỉnh Sumy khiến Ukraine mất tới 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu, 4 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống vũ khí. Nhóm tác chiến Tây đã chiếm được các vị trí thuận lợi hơn, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine cũng như ngăn chặn các cuộc phản công ở Kupiansk, Bohuslavka, Kolesnikovka, Krugliakovka và Lozovaya ở tỉnh Kharkov. Hậu quả là Ukraine mất tới 10 xe cơ giới, hai hệ thống pháo Vampire cùng nhiều trang thiết bị khác. Cùng thời điểm, hãng thông tấn Ukraine Form dẫn thông tin từ nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov cho biết tình hình hoạt động ở tỉnh này vẫn còn nhiều thách thức khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục chống lại áp lực của quân đội Nga. Ở thành phố Vopchansk, một số binh sĩ Nga đã di chuyển đến các vị trí tiền tuyến, mặc dù tinh thần của quân đội Nga được cho là không cao. Một thành viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR có bí danh là Viking cho biết lực lượng Ukraine đã bắt giữ khoảng 20 binh sĩ Nga và khiến vài chục người khác thiệt mạng trong một chiến dịch chiếm lại một nhà máy tổng hợp ở Vopchansk. Viking cho biết, trận chiến kéo dài hơn một tuần, quân đội Nga đã pháo kích dữ dội và kháng cự rất quyết liệt. Cuối cùng, Ukraine đã giành lại được cơ sở này gần đây sau nhiều tháng nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Trong diễn biến liên quan tại tỉnh Kharkov, ở gần khu định cư Hlyboke, Starysia, Nga đang tìm kiếm các tuyến đường mới để hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị tiền tuyến. Gần khu định cư Lukianshi, binh sĩ Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái FPV. Hồi tháng 9 vừa qua, Ukraine đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái với biệt danh là UAV phun lửa trong xung đột với Nga nhằm gia tăng lợi thế trên chiến trường. Mới đây nhất, video được tiểu đoàn 205 thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine chia sẻ trên Telegram đã cho thấy loại UAV này phun lửa xuống vị trí của quân đội Nga. Hình ảnh ghi lại một luồng sáng rực được nhìn thấy di chuyển trong bóng tối phía trên hàng cây dài. Phía dưới, những đám lửa lớn nhanh chóng bùng lên. Tuy nhiên, vị trí chính xác diễn ra vụ tấn công không được công bố. Đoạn video thứ hai còn cho thấy kết quả của cuộc tấn công được quan sát từ phòng điều hành của Ukraine. Trong video, cả hình ảnh nhiệt và màn hình thông thường đều cho thấy quy mô của vụ tấn công là rất rộng với khoảng cách dài. Máy bay không người lái rồng lửa mang theo một hợp chất là thermite. Hỗn hợp này được làm từ bột kim loại, thường là nhôm và oxit sắt hoặc dỉ sét. Thermite không nổ nhưng tạo ra nhiệt ở nhiệt độ cực cao hơn 2.200 độ C, tương đương 4.000 độ F, đến mức nó có thể đốt cháy và phá hủy hầu hết mọi vật liệu, quần áo, cây cối, lá cây, sắt thép, thậm chí cả xe quân sự. Nó cũng có thể cháy dưới nước. Đối với con người, vũ khí này có thể gây tử vong hoặc gây bỏng nặng, tổn thương xương. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và chấn thương tâm lý. Theo tổ chức phi chính phủ Anh Action on Armed Violence (AoAV), việc kết hợp thơ mai với máy bay không người lái có độ chính xác cao có thể vượt qua các biện pháp phòng thủ truyền thống. Điều này khiến những UAV rồng lửa rất hiệu quả và nguy hiểm. Máy bay không người lái rồng lửa có xu hướng bay thấp vì Thermite sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi tiếp xúc gần với mục tiêu. Ngoài việc gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương, vũ khí này cũng có khả năng hỗ trợ các đơn vị Ukraine thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các nhà phân tích cho biết, khi lớp lá cây bị đốt cháy, hoạt động ném bom có khả năng sẽ chính xác hơn. Tờ DVK đưa tin, các nhà nghiên cứu nguồn mở phát hiện UAV dòng lửa đã được sử dụng ở Zaporizhia, cũng như ít nhất một lần ở vùng biên giới Kursk của Nga. Cũng theo DVK, Nga có thể cũng đã sản xuất phiên bản UAV dòng lửa của riêng mình để đáp trả đối phương. Mục tiêu của Ukraine khi sử dụng chiến thuật tấn công mới là chưa thể xác định, nhưng thiết bị này được cho nhằm gây ra thương tích nặng và nỗi kinh hoàng cho nạn nhân của nó. Vừa qua, nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo Quadra-1 nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel. Để đáp trả vụ nổ máy nhắn tin của nhóm này tại Liban, tên lửa Quad 1 bị chặn gần Tel Aviv, nhưng nó đánh dấu nhiều cột mốc đầu tiên, khi đây là lần đầu tiên Hezbollah phóng thứ mà họ nói là tên lửa đạn đạo với Israel. Lần đầu tiên một tên lửa từ Liban bay đến gần Tel Aviv và lần đầu tiên thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah thực hiện lời hứa sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Beirut bằng cách phóng tên lửa vào Tel Aviv. Lần đầu tiên này cũng đã để lại những nỗi lo lắng lớn. Trong lòng người dân tại thành phố có 470.000 dân cư này, bất chấp phía lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã đánh chặn thành công quả tên lửa này. Anh Alan Newbach, cư dân ngoại ô Tel Aviv và có văn phòng làm việc nằm cạnh trụ sở Mossad, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện. "Chúng tôi vội vã chạy qua ba tầng nhà để xuống hầm trú ẩn, thật đáng sợ." Anh Newbach cũng cho biết, "Tôi sợ những quả đạn này vì biết chúng mạnh và chính xác hơn." Ý so sánh tên lửa của Hezbollah với Hamas không chỉ anh Nhiều Bách, mà sống trong lo sợ là tình cảnh chung của nhiều người đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Tel Aviv. Người phát ngôn chính phủ Israel, ông David Menser nói rằng hàng triệu người dân đã phải xuống hầm trú ẩn vì vụ tập kích của Hezbollah. Ông nói tên lửa tầm xa của Hezbollah đã phóng bừa bãi vào hàng triệu người dân của chúng tôi. Thậm chí, có những người tự cho là đã quen với cuộc sống gần khói lửa cũng không thể giữ được bình tĩnh. Điển hình như Noam Nadler, sinh viên luật 27 tuổi, cho biết cô đến từ miền Bắc Israel nơi các cuộc giao tranh biên giới diễn ra gần như hàng ngày. Tuy nhiên, cuộc tập kích tên lửa của Hezbollah vẫn khiến cô thấy sợ. Cô Nadler chia sẻ, tôi đã sống ở miền Bắc đất nước gần như trong suốt những năm tháng cuộc đời, nên cứ nghĩ rằng mình đã quen với điều đó. Nhưng khi tên lửa bay tới miền Trung, điều đó thực sự đáng sợ hơn. Đây là đòn tấn công lớn hơn trước, có vẻ tình hình đang rất phức tạp. Trong khi đó, theo tuyên bố của Hezbollah, thì nhóm này chỉ phóng một quả tên lửa Quader 1 nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô với sức mạnh quân sự của israel tên lửa của hezbollah cho dù là tên lửa đạn đạo cũng luôn có khả năng bị phòng không israel đánh chặn nhóm vũ trang liban cũng biết rõ điều này khi nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa israel và hezbollah ngày càng tăng thì phát bắn duy nhất vào trung tâm kinh tế và công nghệ của israel có thể được coi vừa là lời đe dọa vừa là thông điệp chấm dứt xung đột hezbollah chưa thực sự bắt đầu cuộc chiến nhưng với kho vũ khí gồm nhiều loại tên lửa tầm trung và tầm xa cuộc tấn công vào tel aviv vừa qua dường như là một tín hiệu thể hiện sức mạnh mà họ có thể tạo ra. Sau hàng loạt cuộc tấn công vào Liban và các khu vực dân sự ở Gaza, Israel đã cáo buộc Hamas và Hezbollah giấu vũ khí quân sự tại đó. Tel Aviv cũng tuyên bố Hamas ẩn náu trong hoặc gần trường học, bệnh viện. Theo đó, Israel tiếp tục sử dụng lại kịch bản trên khi tuyên bố tương tự về những ngôi nhà ở miền nam Israel rằng chúng đã được Hezbollah sử dụng. Phía Tel Aviv cũng tung bằng chứng là các bức ảnh về đạn dược của Hezbollah được cất giấu trong nhà người dân và gọi đó là lý do để trên diện rộng nhằm vào các khu dân cư trên khắp Liban. Ngoài ra, Israel đã gửi thông báo sơ tán cho công dân Liban trước khi tấn công vào các mục tiêu. Israel cho rằng các thông báo trên giấy, tin nhắn văn bản và câu gọi đến người dân Liban là bằng chứng cho thấy Tel Aviv đang cố gắng tránh thương vong cho dân thường. Trên thực tế, Hamas và Hezbollah là hai lực lượng khác biệt. Ở Liban, Hezbollah là một phần của bức tranh ghép lớn hơn về chính trị và quân sự. Không giống như Gaza, Liban chỉ hiện diện trong các hệ thống quản lý và tài chính quốc tế. Mối liên hệ giữa Gaza và Hamas với trật tự quốc tế chủ yếu thông qua viện trợ do các tổ chức như Liên Hợp Quốc cung cấp. Nhưng Hamas kiểm soát hoàn toàn Gaza và phải duy trì một xã hội và cơ cấu quản lý hoạt động. Ông Joseph Munayer từ Trung tâm Arab Washington DC nhận định, mặc dù Hamas và Hezbollah khá khác biệt nhưng Israel vẫn dùng chung một chiến thuật bởi Tel Aviv cần một kết thúc nhanh chóng và cho rằng phương pháp này sẽ hiệu quả. Tại Gaza, Hamas đã sống sót sau một năm bị Israel tấn công bằng cách dựa vào mạng lưới đường hầm của mình. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố lực lượng này sở hữu một mạng lưới đường hầm rộng lớn ở Liban với rất nhiều đạn dược bên trong. Israel sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn ở Liban, một phần vì Hezbollah mạnh hơn. Về điều này, ông Munayer phân tích, vì vậy họ đang sử dụng cùng loại chiến thuật mà họ đã sử dụng ở Gaza. Đây là một phần trong chiến lược của Israel nhằm gây áp lực lớn lên Hezbollah. Tuy nhiên, Hezbollah ước tính có khoảng 150.000 tên lửa và rocket, bao gồm một số tên lửa có thể đi sâu vào lãnh thổ Israel. Mặc dù hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đã thành công đáng kể trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa rocket từ Gaza, nhưng nó có nguy cơ không hoạt động hiệu quả trước một loạt tên lửa tinh vi hơn trên diện rộng. Trong quá khứ, Israel đã cần sự giúp đỡ từ Mỹ anh, Pháp và Jordani để chống lại một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran hồi tháng 4 năm nay, khi 150 tên lửa và 170 thiết bị bay không người lái cùng tiến đến.